tập 7. Lần đầu tiên Tuấn Kiệt được làm tổ trưởng. Đồng chí Kiệt là vừa đá bóng vừa thổi còi đấy à? Và anh đã rất nhiều lần đưa tổ mình vào vòng nguy hiểm. Cũng may đây chỉ là trận giả mà thôi. Địch ở phía sau. À, Bảo Quân gây bất ngờ lớn khi anh lập kỷ lục trong nội dung huấn luyện pháo tự hành SU-52. Trong quân ngũ, mọi chuyện đều có thể xảy ra và nhiệm vụ của họ là phải luôn sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn thử thách. Trường hợp của đồng chí Tôn đấy, mặc dù là ngày hôm nay là chúng ta tổ chức bắn đạn hơi, nhưng là căn cứ vào cái quá trình thực hiện nhiệm vụ của đồng chí ngày hôm qua khi tổ chức luyện tập đấy, thì đồng chí còn sợ tiếng nổ và còn thực hiện động tác là chưa bảo đảm, chưa đúng. Đến ngày hôm nay, yếu lĩnh động tác cũng như là động tác thực hành bắn là bảo đảm rất là tốt đấy, thì tôi đề nghị là các đồng chí là phát huy cái tinh thần nỗ lực cố gắng cũng như là cái ý chí, cái nghị lực vươn lên, biểu dương nỗ lực cố gắng của đồng chí Tôn và cùng các đồng chí khác trong trung đội. Thực ra là em cảm thấy tham gia vào cái môi trường này tự nhiên trong vòng vài ngày mà bao nhiêu kiểu nỗi sợ của mình đã phải đối diện với nó hết rồi. Cả về chuyện thể lực và cả chuyện sợ độ cao và bây giờ là cả chuyện tiếng súng. Thì thực ra thì em thấy là quan trọng nhất là nhiều khi do mình tự suy nghĩ thôi. Chứ còn nếu như mà mình nghĩ là mình có thể làm được thì chắc chắn là sớm muộn thì mình sẽ làm được. Thưa toàn thể các đồng chí, hôm trước các đồng chí được trang bị huấn luyện nội dung thao tác pháo ở dưới trận địa, chiếm lĩnh và làm công tác chuẩn bị bắn ở đài quan sát. Vậy để viên đạn bắn trúng đúng thời cơ, tôi đảm nhiệm các đồng chí huấn luyện bài 4, bắn thử trực tiếp mục tiêu, sửa theo dấu điểm nổ khi góc giãn cách nhỏ hơn 50. Mục đích nhằm trang bị cho lớp học ngày hôm nay nắm chắc các quy tắc bắn, chú ý bắn các bài bắn pháo binh bằng phương tiện tượng trưng tạo giả ngoài sa bàn, làm cơ sở cho quá trình huấn luyện và diễn tập sau này. Trận địa mục tiêu giả định được dựng lên. Ba nhân vật sẽ được trải nghiệm vị trí người chỉ huy, làm sao trong thời gian nhanh nhất tính toán tọa độ mục tiêu, chỉ huy khẩu đội pháo thực hiện tiêu diệt các mục tiêu, đảm bảo chính xác, đúng thời cơ. Thước tầm 195, sang phải 002, bắn. Bắn sao? Bắn sao? Trái năm xa. Thước tầm 196. Thước tầm 196. Sang phải 03. Sang phải 003. Sông Hồng 6, 2 phân gấp, bắn. Rồi, kiểu này là nét bét bộ binh. Cỡ nào cũng chết. Dùng trung tâm mục tiêu. Mục tiêu bị tiêu diệt. Tiếp theo, mời đồng chí Nguyễn Tuấn Kiệt lên vị trí chỉ huy. Đồng chí Kiệt trên cương vị đại trưởng đại đội pháo binh 5 có mật danh Sông 5, làm công tác chuẩn bị chiến đấu xong báo cáo. Đồng chí có nhiệm vụ chế áp trận địa pháo mục tiêu 51. Trận địa hướng tầm 213. Hướng tầm 213. Độ tà 30-0. Hướng chuẩn sang trái 034. Một phát bắn. Bắn sao?
Mình xong. Kết quả quan sát là trái 20, thương tầm 216, sang phải 08, 40 gấp, bắn. Bắn sao? Bắn sao? Bắn sao? Ui, xích cái đầu luôn kìa. À, mới đầu thì em còn không nghĩ là sẽ có đạn thật bắn ra ngoài như thế đâu, nhưng mà khi mà nhìn qua ống nhòm và thấy thực sự là cái mục tiêu đó nó nổ bùm giống như là một cái gì đó thật, cảm giác rất là phấn khích. Báo cáo Sông Hồng, quyết tâm của Sông Hồng 2 dùng toàn bộ hỏa lực chế áp bộ binh mục tiêu 102. Nhất trí quyết tâm của chỉ huy. Bộ binh mục tiêu 102, thước tầm 216, hướng xuẩn sang trái 069, khẩu 1, một phát, bắn. Bắn xong, bắn xong. Gần, thước tầm 213, sang phải 01, sâu hồng 2, hai phát gấp, bắn. Mục tiêu bị chấn áp, hết. Bắt đầu mọi thứ nó giống như là từng cái mảnh ghép, thì bọn em bắt đầu thấy được là người lính pháo binh là đòi hỏi phải có những gì thì chắc chắn là thể lực phải rất là tốt, bởi vì vừa phải đẩy pháo vừa phải nạp đạn. Cái nữa em nghĩ là đặc trưng của pháo binh là phải có đầu óc rất là tốt, tính rất là nhanh luôn, dù không có máy tính vẫn có thể tính được, chia được những số hàng ngàn hàng trăm. Nếu mà không bắn nhanh thì sẽ bị địch tiêu diệt ngược lại. Thế là siêu quá siêu. Giờ thứ 8 ngày hôm nay, trung đội tổ chức hội thao quân sự. Nội dung: vần lốp xe về đích. Khẩu đội chia làm 2 đội. Đội 1, đồng chí Tôn. Xong. Đội 2, đồng chí Kiệt. Xong. Bị, các ông chị bám tay vào. Bố lên! Nào! Nội dung này các tổ các ông chí phải hợp đồng hết sức chặt chẽ với nhau. Đội 1 cố lên! Đội 1 cố lên! Đội 1 cố lên! Đội 1 cố lên! Đã được hơn nửa chặng đường rồi! Đội 2 cố lên! Đội 2 cố lên! Nào! Đội 1! Đội 1! Nào, bám chắc, bám chắc. Tổ 1 cho con xin phép con chỉ đạo cặp đội này về vị trí nghỉ. Dưới. Đang đỡ rồi. Khả quan lên rồi, khả quan lên rồi. Nào, cố lên. Cố lên, nào. Lên. Lên rồi, lên rồi, nào ngồi xuống. Một người ngồi, đấy rồi. Nào cố lên. Cố lên, được rồi. Cố lên. Đội 1 công chí cổ vũ cho đội của mình. Cố lên, đội 2 vô địch. Cố lên, đội 2 vô địch. Phải hoàn thành xong bài thi. Cố lên. Để kiểm tra khả năng của mình. Nào, đồng chí Tôn phải dùng sức chân để nâng lên. Nhưng mông nâng thì làm sao nâng được. 3 người tăng lên cho đi. Cố lên. Đội 1 cố lên. Đội 1 cố lên. Tôn làm gì hả? Lào cái gì? Hoàn nóng luôn. Lào đi Tôn ơi.
Bắt vui rồi đó. Các đội về vị trí tập trung. Lúc mà vừa báo động cái là em còn tưởng là ủa tới giờ ra tập thể dục mà ta đang ngủ rất là ngon luôn, không còn tính mặc quần đùi áo thun không chạy ra để tập thể dục nữa. Cái thế ủa sao nhìn xung quanh thấy mọi người đang mặc quân phục vô thì mới lo bắt đầu mới mặc vô. Khẩn trương ra vị trí kiểm tra số. Tôn khẩn trương đi ra. Tôn kiệt thần trương lên. Mu kiệt động. Hoạt động kiểm tra quân số đối với khỏi một. Về nội dung kiểm tra ngày hôm nay, quân số đảm bảo. Tuy nhiên, thời gian thực hiện các ông chí đến thời điểm hiện nay là 4 phút. Không đảm bảo về thời gian. Các ông chí trong khẩu đội phải lưu ý, báo động kiểm tra quân số là hình thức báo động đầu tiên trong nội dung báo động sẵn sàng chiến đấu. Qua nội dung vừa rồi, một là chấp hành cái mệnh lệnh đồng chí Tôn kém coi kết hợp với khẩu lệnh thì không phản ứng được, vẫn nằm trên giường. Cái thứ hai là lễ tiết tác phong. Trong quá trình hoạt động, đồng chí Kiệt chưa có cầu vai con hàm. Đồng chí Bảo kiểm tra lại cho tôi về lễ tiết tác phong. Kiểm tra đúng theo nội dung đã được hướng dẫn. Ba tiêu chí trong nội dung báo động: nhanh, đúng và đủ. Chúng ta chưa hoàn thành được một nội dung nào cả. Yêu cầu trung đội thực hiện lại nội dung này. Về phương pháp, chúng ta trở về trạng thái như đang ngủ nghỉ. Thời gian các nội dung đều phải dưới 1 phút. Quá 1 phút tổ chức báo động lại. Trung đội có chưa? Đó chưa? Đó. Đó chưa? Đó. Đó chưa? Đó. Giải tán, lên giường, chuẩn bị thực hiện nội dung. Bắt đầu. Khẩn trương mang mắc quần áo lên trên vị trí của quý vị. Mang ra mà chưa 1 phút thì thu dọn đúng 1 phút. Khẩn trương lên. Kiệt, quần, áo. Bảo khẩn trương, đều đã ra. Cởi tất, Kiệt. Lúc trở về giường em chỉ muốn ngủ tiếp thôi. Báo động kiểm tra quân số. Khẩn trương. Thời gian 1 phút. Trung đội khẩn trương. Nhìn phải thương. Trương.
Vì sao? Kéo quần. Đồng chí Tôn kéo ca lên. Đinh Kiệt. Hiện nay qua kiểm tra lấy tiết phong, một là đồng chí Tuấn Kiệt, hai đồng chí Hoàng Tôn là không đảm bảo tác phong. Đồng chí Tôn, tất của đồng chí đâu? Thấy trong kiện. Đinh Kiệt. Rồi không thấy tất của tôi à? Sinh ra đôi tất để các đồng chí có thể cơ động được xa, đường dài mà không bị phồng rộp. Có tình huống ngày hôm qua báo động di chuyển sẵn sàng chiến đấu thì làm thế nào? Yêu cầu lần tiếp theo các đồng chí làm đúng đủ các bước, vừa đảm bảo về thời gian, vừa đảm bảo về lễ tân phong, để trung đội chúng ta có thể hoàn thành được nhiệm vụ khi cấp trên triển khai. Hết. Đi lại. Ba mươi giây để công chí lên giường. Lần thứ hai xong rồi lần thứ ba thì lần đấy mình thức, sợ lắm. Đến cái đoạn đấy rồi mình chỉ sợ là đang ngủ nhắm mắt rồi thi thi xong lại hết tét rồi cái đó thì thôi từ mình thức luôn. Báo động kiểm tra quân số, khẩu một, khẩu đội nhanh chóng ra ngoài. Cần chưa? Thôi thôi. Thôi. Kéo quần. Thôi. Nhận xét nội dung báo động lần 3. Về thời gian, đầy đủ con số là 56 giây. Hoàn thiện tác phong là 1 phút 30 giây. Cơ bản đảm bảo được theo cái yêu cầu nhiệm vụ. Thì tôi sẽ tiếp tục tổ chức rèn luyện đối với trung đội các hình thức vận động để làm sao chúng ta có cái nhận thức đầy đủ và rèn cho mình ở trong tiềm thức, trong suy nghĩ của mình về các cái nhiệm vụ và hiểu rõ rằng cái việc sẵn sàng chiến đấu trong quân đội nó là nhiệm vụ thường xuyên. Bất cứ lúc nào người quân nhân cũng phải sẵn sàng nhận nhiệm vụ để sẵn sàng xử trí, bảo đảm an toàn cho đơn vị, an toàn cho khu vực mình đóng quân. Nhận xét triển khai một số nội dung vừa hết. Mệnh lệnh hành quân ra khu vực quân tập kết làm công tác chuẩn bị chiến đấu. Cự ly 5 km. Trung đội dừng lại, xuống xe, lợi dụng địa hình địa vật phân tán đàn hất hướng địch, khả năng đột nhập hướng này. Cho nêu cao tinh thần cảnh giác. Cho có tình huống kịp thời báo cáo. Đó, chúng ta chưa? Đó. Đồng chí Tôn, đưa súng ra phía sau. Dọn dẹp các thứ xa ra. Vị trí nghỉ ngơi, lá khô, lá ấy gần. Hòa hoạn làm nào. Đẩy hẳn xa đây chứ. Trung đội tạm dừng.
về vị trí chiến đấu. Trung đội triển khai kế hoạch phòng vệ. Phương án 2. Tổ 1 lên vị trí. Khẩn trương, tổ 1 khẩn trương. Tổ 2, theo tôi. Đúng vị trí quân sự. Tổ 1 đâu? Tổ 1. Dừng. Các đồng chí lắp vũ khí vào, lắp đạn vào. Tổ 1. Đó. Tổ 1 tạm ngừng. Tổ 1 đang chỉ huy. Hiện nay tên tốc địch phía trước cạnh đây 50m. Tôi phân công như sau, đồng chí Tôn. Đó. Tại vị trí. Đó. Đồng chí Kiệt. Có. Cách đây 3m. Hiện. Đó. Đồng chí Bảo. Có. Vị trí góc vào. Hiện. Cảm giác giống như là mình bắt đầu mình được cầm khẩu súng và mình được giống như là ở ngoài chiến trường thực sự ấy. Các đồng chí chú ý tư thế chiến đấu, tìm người vào. Về vị trí sẵn sàng chiến đấu. Sẵn sàng nghe lệnh tôi. Đồng chí Tôn, hướng mặt lên địch cơ mà. Bắn! Chú đội, bắn! Bắn lên! Báo cáo đồng chí Kiệt, khẩn trương. Tôi bị kẹt đạn, anh lên đạn bị kẹt á. Tháo viên này ra, lên đạn lại. Đồng chí Tôn, khẩn trương. Đồng chí Kiệt, khẩn trương tiếp nhận địch bên đây. Bắn liên tục. Bắn liên tục. Bắn liên tục. Hết đạn. Bắn đạn. Hết đạn. Ngầu cũng như là anh hùng đi chiến đấu giải cứu này nọ. Hành trình nào rồi cũng có ngày kết thúc. Với ba chàng trai của chúng ta cũng vậy. Mới ngày nào khi bước chân vào quân ngũ. Đồng chí hiểu biết gì về lữ đoàn pháo binh 45? Dạ, cái này lần đầu tiên em mới được biết luôn à. Mời đồng chí bạn. Báo cáo đồng chí, tôi vẫn chưa biết gì ạ. Giờ đây thì họ đã hiểu được cuộc sống và nhiệm vụ của một người pháo thủ. Dù mới chỉ một tuần thôi, nhưng với họ chắc chắn sẽ là những kỷ niệm khó quên trong cuộc đời. Cái khoảng thời gian đây, mọi người truyền cho em cái nhiều cái bài học mới và tiếp cho các em thêm nhiều lực lượng hơn nữa. Cái nguồn năng lượng của một người tích cực tác động đến mình và nó khiến cho mình cảm thấy là mọi thứ trong cuộc sống này nó tuy là nó không có gì mà nó nhẹ nhàng cả, nhưng mà tại sao mình lại không suy nghĩ là mình có thể làm được điều đấy. Mình cứ làm đi, mình làm hết sức mình vào đấy. Và tuy 6 ngày thôi nhưng mà thực sự trong 6 ngày đó có thể kể ra không biết bao nhiêu câu chuyện. Và có rất là nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ vui cho đến buồn cho đến căng thẳng. Không tính là sao xiết thì hay là gì cả, nhưng mà cương vị là một chiến sĩ mới khi mà bước vào thì cá nhân tôi thì cảm nhận nó một cách rất là sâu sắc. Và tôi rất là biết ơn đồng chí trung đội trưởng và những người anh em đã ở trong cùng phòng. Đó là những người gần gũi nhất và luôn luôn động viên tinh thần. Chúng tôi cảm thấy rất là cảm động và cảm ơn tất cả rất nhiều. Em thì bình thường ở ngoài em hay bị stress, bị lo lắng và em suy nghĩ lung tung rất là nhiều. Nhưng mà khi mà vào đây thì thấy giống như là mình không còn thời gian cho những cái chuyện đấy nữa. Tại vì suốt ngày mình có việc để làm và có những cái câu chuyện để mà mình rút ra hàng ngày. Không biết là sau này ra ngoài em như thế nào, nhưng mà em có thể nói là em thực sự là em quý trọng từng cái giây phút mà
Mời em vào đây. Đầu tiên là em phải xin lỗi từ đoàn trường trước. Em xem cái chuyến đi này như là một chuyến đi học của mình, cho nên là em tập trung cao độ, bởi vì em muốn gọi là hưởng hết cái cảm giác của anh em, học hết những cái khoảnh khắc của anh em, và để học hết những cái bài học mà anh em đã truyền dạy cho mình, kể cả trong việc là anh em giao tiếp với nhau như thế nào, anh em tình cảm với nhau như thế nào, em đều học và nhớ từ cái khoảnh khắc đấy. Đây là một cái vừa là một trải nghiệm mà cũng vừa là một cái kỷ niệm đối với em trong suốt cái quãng cuộc đời của mình. Và chắc chắn là em sẽ không quên. Và nếu mà có được một cái cơ hội nào đấy để quay trở lại đây thì em sẽ vẫn quay trở lại đây và ở cùng với anh em. Nhưng mà không biết là sẽ có được gặp lại Thùy Dung Hoàng Thái hay không. Và lời cuối cùng thì xin đừng khóc. Cảm ơn các anh em. Tôi cảm thấy rất vui. Khi các đồng chí thời gian ngắn đấy, các đồng chí ở đây mà một là để lại cho các đồng chí chiến sĩ pháo thủ trong trung đội một cảm giác có tình cảm rất là thân thiết. Ở thời gian ngắn thôi mà cứ ngỡ như chúng ta gặp nhau rất lâu rồi. Thực ra thì những lời mà em muốn nói thì gần như là anh Tôn với lại Bảo Cun cũng đã nói hết rồi. Thì em cũng xin một lần nữa xin cảm ơn anh Đại, anh Sơn và tất cả anh em trong khẩu đội của mình rất là nhiều, vì trong thời gian qua chỉ mới 7 ngày thôi mà đã giúp cho ba đồng chí tụi em học tập rồi rèn luyện rồi nói chung là đủ hết mọi thứ luôn, vừa tính kỷ luật nè rồi thể lực sức khỏe của mình nữa đúng không? Đó thì em cũng không có nói gì hơn, thì em xin cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Với bản thân tôi cũng có một số cái ý kiến. Khi công chí vào nhập ngũ trong đơn vị ở với các đồng chí chỉ 1 giờ một ngày, chúng tôi cũng là coi công chí là những người đồng chí đồng đội của mình. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì kể cả đối với lại trường hợp của đồng chí Bảo đấy, cũng rất là xúc động, là sau khi mà đồng chí tỉnh dậy thì đồng chí vẫn là quyết tâm phải thực hiện nốt cái nhiệm vụ, là rất là xúc động và mong rằng là tất cả những người chiến sĩ khi nhập ngũ mà trong mọi cái khó khăn gian khổ đều quyết tâm, đều có cái nghị lực vươn lên như vậy thì là một cái điều là rất là tuyệt vời. Rất là mong muốn là trong cái 7 ngày ở trong quân ngũ thì các đồng chí áp dụng vào trong cái cuộc sống, trong cái sự nghiệp của các ông chí, có những lúc nó sẽ suôn sẻ, có những lúc nó sẽ khó khăn, thì làm sao các ông chí cũng phát huy được cái truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam, là các đồng chí cũng đã có thời gian được rèn luyện, trong đó là một cái người chiến sĩ, là một người lính thì phải khắc phục mọi cái khó khăn gian khổ để làm sao cái con đường sự nghiệp của mình là phát triển và thuận lợi. Thì nhất thì cuối cùng cũng thay mặt cho chỉ huy đơn vị và toàn thể anh em là chúc ba đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trên các cái con đường mà mình đã lựa chọn. Xin hết.